Bây giờ là 6 giờ chiều, nó sương mù nó xuống luôn nè. Đi dạo vòng xung quanh nhà. Bên kia là cái nhà thờ nha, nhỏ. Sương mù quá. Cây xăng bên kia là kia cây xăng đèn đuốc sáng hết rồi đó. Không, xa xa em đâu có hay rõ như mọi khi nữa đâu. Xe của casino giờ này chưa có đông đâu. Với lại hôm nay không phải cuối tuần. Để mình vô nhỉ. Mọi người thấy đó, ở bên kia mình không lười lắm, mình không có muốn băng qua đường á. Okay. Đẹp chưa, con mèo đó màu đỏ này đó, mọi người thấy không? Yeah.
luôn. Buổi chiều á nắng thì mình sẽ thấy đẹp hơn. Bây giờ nó chiều rồi, nó sương mù mọi người nhìn không rõ thấy. Từ đó lựa chọn đến như vậy, nãy giờ mình đi là 5 phút, gần 6 phút rồi. Mình đi bộ lên gần về tới nhà. Tới nhà phải là 6 phút là giờ tới cổng nhà. Xíu nha, mình không đi sâu vô trong được. Bây giờ này là gọi mọi người là bảo là tối rồi, không đi vào đó dù. Và trong đó có một cái apartment trong đó. Không muốn về nó mình lười rồi. Mình hẹn hôm nào mình nên đi buổi sáng sớm đi. Mình sẽ vào mình quay cho mọi người xem. Bye bye mọi người nha. Ai, sương mù ghê chưa? Không thấy gần vậy mà nhìn bên ngoài nó còn mờ dữ. Ô thú nó lá vàng ơi, cho coi sáng sớm. Tám rưỡi sáng nè. Sớm lên quay cái lá gì vậy rồi. Nay cũng sương mù. Nay đến ngày nó lấy rác. Lá màu vàng vàng, chỗ này lá vàng ha. Cái chỗ lá nó cũng đỏ. Lá thích cái thông này. Nó đẹp ghê đấy. Quay xỉa vô nhà ta thấy nó sương mù luôn.
cái xe mà xe bớt bị rớt học sinh nè. Sinh nó ngồi nó cũng ẻo cổ mà nó cũng ngủ giấc đi ra trời ơi nhìn nha. Này ít hơn hôm qua hả thật. Xa xa nhìn được.